5 4 3 2 1 bắt đầu thi đấu. Vâng ạ, à, chúng ta sẽ cùng chờ xem phần thi đấu tự động sẽ diễn ra như thế nào. Liệu có sai sót trong cú xoay 90 độ của DBLA hay không? Đây sẽ là cú xoay cực kỳ quan trọng, không có sai sót. Trong khi đó thì Điện Biên Phủ đang tiến vào khu vực ghi điểm, tuy nhiên đây là chiến thuật của DBLA Lâm Đồng. Các bạn sẽ không ghi điểm trong phần thi đấu tự động. Có 5 giây chạy tự động. 5, 4, 3, 2, 1. Bắt đầu điều khiển. Tất cả đều diễn ra theo đúng kế hoạch của cả hai đội. Và điểm của trận chung kết, điểm của trận cuối cùng trong liên minh sẽ chỉ được quyết định ở những giây phút cuối cùng mà thôi. DBLA của Lâm Đồng, các bạn quyết định chơi tất tay. Các bạn gom tất cả 21 khối bóng tròn và các bạn đang hướng đến các khối vuông. Trong khi đó thì Điện Biên Phủ các bạn đang bắt đầu ghi điểm vào trong khung thành của mình với rất nhiều khối bóng tròn. 60 giây. Và khối bóng vuông đầu tiên đã được đặt vào trong khung thành. DBLA vẫn quyết định chơi tất tay. DBLA quyết định tất tay với tất cả 21 khối bóng tròn và 4 khối bóng vuông. Robot đã nhấc được lên các khối ghi điểm và bắt đầu hướng vào khu vực khung thành rồi. Các bạn sẽ bắt đầu thả khối bóng tròn. Trong khi đó thì với Điện Biên Phủ, đây sẽ là khối vuông thứ 3. Đây sẽ là khối vuông thứ 3. DBLA ơi, các bạn vẫn còn các khối bóng tròn ngoài khu vực sân thi đấu. Thời gian còn lại khoảng 30 giây. 30 giây nín thở, 30 giây cuối cùng cho trận chung kết của chúng ta. 30 giây nín thở và 30 giây cuối cùng. Điện Biên Phủ đã đặt tay cầm và kết thúc nhiệm vụ của mình. Trong khi đó thì DBLA Lâm Đồng với 20 giây. 20 giây còn lại, liệu rằng có kịp để các bạn đặt 4 khối vuông này hay không? 15 giây. 15 giây, thời gian đang đếm ngược dần rồi. Thời gian đang đếm ngược dần. Được ăn cả, ngã về không? 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Wow. Được ăn cả, ngã về không chính là đây các bạn ơi. Các bạn cần phải chụp hình và gửi về phía ban tổ chức ạ. Tuy các bạn đang vui mừng, tuy hình ảnh đang là rất đẹp, nhưng chúng ta vẫn sẽ cùng chờ đợi kết quả cuối cùng từ ban tổ chức. Tuy nhiên như mình đã lưu ý, vâng ạ, cơ khí bình thường này sẽ phát huy thế mạnh ở những trận thi đấu cuối cùng. Cơ khí gấp 4 khối quà, DBLA thực sự quá xuất sắc. Theo như mình nhớ, 3 trận thi đấu cuối cùng các bạn thi đấu cực kỳ ổn định. Và tất cả đều là chồng 4. Tất cả đều là chồng 4 ạ. Tự nhân ơi, yêu cầu đội kia chụp 4 bánh kỹ cho em. Vâng ạ. À, thì các đội sẽ có trách nhiệm chụp hình và gửi vào trong Zalo chung của cả nhóm thôi ạ. Cố gắng chúng ta vẫn giữ cái camera lại, không được tắt. Vâng ạ. À, các đội sẽ giữ nguyên hình ảnh camera cho đến phút cuối cùng ạ. À. Một trận thi đấu rất là vất vả giữa hai đội, vâng ạ, vì kết quả rất là xích sao và ảnh hưởng đến chức vô địch, nên là thầy cô và các bạn hãy cố gắng hợp tác và chứng minh rằng mình đã làm tốt nhiệm vụ. Dạ, chúng ta để im camera đó đây em ơi, em đừng nhấn vào tay cầm ạ. DBLA các bạn đừng nhấn vào tay cầm. Bạn đã cầm tay cầm rồi. Dạ không ạ, hình ảnh đã được gửi về phía ban tổ chức rồi ạ. Thì chúng ta sẽ tính những hình ảnh trước đó ạ. Trong lúc